Các con thân mến, ngày hôm nay trong bài 19, chúng ta sẽ được tìm hiểu về một chủ đề xoay quanh về zoo animals, động vật trong sở thú đấy. Bây giờ, hãy cùng cô tìm hiểu cụ thể xem là trong bài ngày hôm nay, chúng mình sẽ tìm hiểu về những từ vựng và mẫu câu nào nhé. Trong bài số 19, các con sẽ được học những từ vựng sau đây. Kangaroo, crocodile, elephant, tiger, monkey, zebra, bear, funny, scary, and beautiful. Về phần mẫu câu, chúng ta sẽ có tất cả hai mẫu câu nhé. What animal do you want to see? I want to see a tiger. I like a monkey because it's funny. Bây giờ, các con hãy cùng cô bước vào phần từ vựng để tìm hiểu về những từ vựng xoay quanh chủ đề của ngày hôm nay nhé.